Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ soi đồ top 1 Tống Kim ngày hôm nay. Đó là cách cùm cùm A-12. Hôm nay có cho mình 107k điểm và 337 người, 156 nửa sơ, tử vong 20 và liên chạm 48 lần. Và Khải hôm nay được top 2 nha anh em. Đó, lần đầu tiên chỉ nhìn con lôn đánh khá ok. Anh em cùng xem xét đồ cách cùm cùm nha. Cách cùm cùm này là băng chủ bên bằng bác nha mọi người. Băng chủ bằng bác nha anh em. Hiện tại đang top 11 server. Top 11 server. Như Khải biết thì anh này đang là cái băng rồng này mà. Trời ơi, mà cái băng rồng đánh top 1 Tống Kim quá khét, quá dữ luôn nè. Quá đỉnh cấp. Anh em xem xét đồ này. Quá đỉnh cấp luôn nè. Hiện tại đang có cho mình một cái áo đỉnh quá, phục hồi 50 điểm. Trời ơi, cái áo này vô cái băng nữa, quá chất luôn nè. Châu gì ai chịu nổi, thứ gì chịu nổi đây. Một áo đỉnh quá, cực phẩm 50. Bao tay, phòng thủ 25, 540. Ngập bòi 540, sinh lượng lực. Đai lưng kháng băng, chống độc và sinh lượng lực. Nhẫn nhẫn kim, nhẫn kim. Ôi nhẫn kim là lá gì, kích gì vậy ta? Nhẫn dưới mọc, kích bao tay và dây mọc. Nón 40 19 kháng hỏa 19 và 40 chón sinh lực. Cây vũ khí nô 1, một cây kiếm 25 40, cực kỳ đẹp dành cho anh cái bang này, hoặc là gió đan thiên nhẫn đều chơi được anh em. Theo đi hướng này thì đang đi gia truyền gia truyền này thì đỡ kích cái nhẫn lúc nãy thì đỡ kích gia truyền kháng hỏa này anh em. Thì tính ra thì món đồ này thì không kích được dòng kháng hỏa anh em à. Set này là không kích được dòng kháng hỏa, khá đáng tiếc. Chỉ kích được dòng chón dòng 1 thôi nè. Chỉ kích được dòng chón dòng 1 thôi. Chón 40 từ vũ khí này, lại nón 40 từ cái nón này là hết rồi nè. Tại vì có một cái áo hợp kim thôi. Cái này mà gia truyền hợp kim nữa thì có thể kích được hai món họ, hai món kháng hỏa bên dưới nè. Này gia truyền thủy này. Truyền thủy này thì kích được một dòng, đó là từ cái nhẫn kim. Thì tính sơ qua cái băng rồng này thì khá là khỏe nè. Với liều hiệu ứng phòng thủ 25 từ bộ tay, với 540 và ngập bòi nữa thì được 85 chậm. Được một món thủ này với lại gia truyền nữa thì búp lên này. Anh cái băng này khá là trâu. Kháng này nọ chắc hơn 6x 7 thôi rồi. Kháng lôi hai món là giày với lại nhẫn mà thôi. Chung giày thì mới hai dòng thôi, chưa được full lắm. Chung set đồ này thì được Khải cho anh em xem. Thì set đồ này thì nếu mà Khải dự tính thì cây kiếm này khoảng tầm khoảng 2 triệu rưỡi quay đâu, 2 triệu rưỡi đến 3 triệu quay đâu cây kiếm này. Cái áo cực phẩm này đắt giá này nè. Áo cực phẩm này nếu mà nhớ không lầm là vừa rồi ban này top 1 và đã lấy cái áo định quốc thì phải nè. Áo định quốc không lấy nón, anh ta lấy áo không lấy nón. Thì cái áo này chắc cũng phải tầm từ 3 đến 4 triệu nè. Ở server này hiện tại áo này đang đâu 1 nè. Một áo duy nhất độc quyền cho đến bây giờ nè. Vừa rồi top 3 hồi vừa rồi. Và cho chuyện 16 này, cho chuyện 16 hồi thủy này thì Khải nghĩ thấy hồi thủy nó khá là rẻ thôi. Hồi thủy thì nó rẻ hơn mấy hồi kia. Gia truyền để trong tầm hơn 1 triệu một chút nè, hơn 1 triệu một chút. Áo này thì Khải nghĩ nếu mà chắc giá thì khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. 2 rưỡi 3 triệu. Cái vũ khí này cũng tầm 3 triệu đi. Thì mới áo vũ khí gia truyền thì nó khoảng tầm gần 7 triệu rồi, dao động gần mới 3 món là gần 7 triệu rồi nè. 3 món gần 7 triệu rồi. Bao tay này, bao tay tiếp tục là món đẹp tiếp theo. 25 40. Bao tay này thì một trong những cái món đồ tím rất cực kỳ khó ép anh em. Bao tay đây lần khó ép nhất. Anh em nào thấy khó ép rồi anh em cũng biết. Bao tay này chắc cũng nằm giá hơn 2 triệu. Nói chung thì tổng sơ qua set đồ này thì trên dưới thì Khải thấy tất cả set đồ này hơn 10 triệu một chút nè, hơn 10 triệu một chút. Và anh này thì đang có cho mình thêm một kỹ năng từ phi phong. Và dòng băng hội thì anh này đang có hai kỹ năng cũng có anh em. Cái băng này hai kỹ năng cũng có nha mọi người. À ba chứ, một nhất kỹ. Một nhất kỹ từ cái nhất kỹ cần công phu 1 và cái phi phong này là 2 và dòng băng trụ nữa là 3. 3 cấp anh em à. 3 cấp kỹ năng dành cho cái băng này. Chung là với hiệu ứng 80 chậm và 80 chón, full kháng nè. Đó, cái băng này thì full kháng rồi. 80 chậm, 80 chón, full kháng. Quá chất, 3 kỹ năng. Hôm nay đánh top 1 quá khác nè, quá dữ luôn. Và thêm cái trang sức kháng cảnh 5 nữa chứ. Vãi rồi. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho cái cùng cơm ban chủ bác cũng như là video của Dư Khải Gaming, một like chia sẻ ủng hộ chơi nè mày. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video mỗi ngày một cao thủ trên kênh của Khải lúc 11 giờ 15 phút nha anh em. Và chúc anh em xem live vui vẻ nha. Khải thì hay live tối 7 giờ 15 7 giờ 30 giờ đây là Khải bắt đầu live nha anh em. Rồi ok. Đi đánh boss này mày.